Xin chào mọi người, đã quay trở lại, Toàn quay trở lại đây. Thì đây là mình sẽ chế van cho cái lòng trong của chậu cảnh nha mọi người. Này, van xe máy này, ra tiệm mua cũ lại 2.000 một cái thôi. Đó, thì mọi người khoan một cái lỗ ở đây. Khoan lỗ xong bắt đầu bắt ốc lại và là một cái van xe máy như vậy. Mọi người muốn gia cố cái đáy này cho nó cứng, nó khỏe. Thì mọi người đổ một ít keo AB xuống. Trộn keo AB xuống, mọi người đổ xuống là ok. Vậy là xong cái van nha mọi người. Đây là xong cái van. Thì để trong quá trình mà nó cái xi măng nó không đổ vào trong cái này này thì mọi người dùng cái tấm mút á. Đây có mút đây, mọi người cắt nhé, mọi người cắt một cái hình nêm vừa vừa thôi. Như vậy đó. Thì mọi người nhét vào đây nhé. Nó hơi bé rồi. Đó, mọi người nhét vào đây. Nhét vào vậy để là để trong quá trình mà mình đổ chậu lên á thì xi măng nó sẽ không cản vào đây nhé mọi người. Xi măng nó sẽ không cản vào đây mà khi mình dùng cái bơm tay đấy, 30 ngàn một cái mình gắn vào đây, mình thổi phát là nó sẽ đẩy lên. Đó. Và mình sẽ cùng đi tháo khuôn với mọi người nhé. Đây mình quay trở lại đây thì đây là một cái khuôn nha mọi người. Đây là một cái khuôn, nghĩa là phải ra hôm qua mà nay mình mới ra đây. Thì bình thường như vậy mọi người sẽ rất là khó để cậy được cái này ra nhé mọi người. Cậy ra cái này không đơn giản đâu. Nhưng mình có chế van rồi nên là rất là ok. Sau khi mọi người đã bắn hết cái đấy ra đúng không? Mọi người cho cái bơm vào. Đi bơm xe máy thôi. Đây. Đó. Mọi người xem. Mình đã bơm lên. Mình sẽ dẫn cái bơm lên. Cầm tay này. Nó tự đẩy lên rồi mọi người. Rất là nhẹ nhàng nhé. Mọi người để ý cái xi măng này, mọi người nhấn lại là bắt đầu mọi người xài, chứ không là mỗi lần lại phải một cái. Đây là bên này đây này, mình sẽ lấy ra cho mọi người xem. Đó, rất là nhẹ nhàng đó mọi người. Mọi người không chế van là rất là khó khăn luôn. Mọi người không chế van thì mọi người cậy lòi đít ra cũng chắc chắn không ra được. Đó. Ra nha. Chỉ cả những chậu to như vậy. Đây là chậu 65. Chậu 65 của Trung Quốc. Cái này mà cậy thì sao mà ra nổi. Mình sẽ đi lấy cái búa để mình bắn những con ốc kia ra. Đây, bắn những con ốc này ra đã. Mình sẽ bắn những con ốc này ra trước. Cái này là nó khá nặng nên mình sử dụng ốc. Long đèn nhé, để cho nó đỡ gãy tai. Này nếu mà có bơm bằng cái bình piston á
thì nó sẽ nhanh ra hơn, còn bơm tay thì nó hơi yếu. Hơi yếu như mọi người. Nó lên nữa mọi người. Đó chứ mọi người mà cậy thì đến bao giờ đúng không? Đây. Qua này phát, còn phát nữa, lật luôn cho mọi người xem đó. Nên mọi người phải chế van là nó sẽ ok hơn. Mẹo mọi người. Nó rất là đơn giản thôi nhưng mà nó lại thực sự là hiệu quả. Đó mình dùng tay không chứ không có gì nữa đâu. Ra rồi nè. Đó mọi người chú ý nha. Cái xốp này là mọi người giữ lại, mọi người nhấn vào để. Đó vậy là xong. Đơn giản, hiệu quả. Đơn giản và hiệu quả. Chỉ cần vậy thôi, một cái van thôi. Chứ mọi người nếu mà sử dụng cái lòng lòng trong như vậy của hàng Việt Nam nha, Việt Nam chế là ba mảnh nhá. Chế ba mảnh như vậy rất là bất tiện. Không có thể ra được như sử dụng cách hơi như vậy. Và này phải căn giờ nha mọi người. Căn giờ nới lỏng ốc ra rồi rút lên, không thì không rút ra được đâu. Nên mình rất ghét cái lòng của Việt Nam như vậy. Không xài được. Không chơi chơi được. Đó, cái này là cái lục giác 65 chân liền đó. Là của cái đó đó. Mình phải chẳng hạn như độ từ 5 giờ chiều thì phải 12 giờ đêm phải thức canh dậy để ra lòng, chứ không thì không gỡ ra nổi. Rất là cứng. Lòng của Việt Nam rất là đẻo.